Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi thử cái bo lờ ri nhé. Hiện tượng của nó đang chết công suất thì tôi không nói. Bây giờ chúng ta phải sửa bộ nguồn trước, bởi vì cái này chết cả nguồn nhé. Tức là nó thường chết con này là nguồn thường hay bị hỏng luôn này. Còn công suất 4 không biết con gì đấy, tôi không tôi tháo ra rồi nhưng mà tôi không nhớ tên nữa. Đây là nguồn của nó đây. Cái này đang hiện tượng là cháy cầu chì các bạn này. Cháy cầu chì và con này nổ này. Đấy. Thì con này nổ thì chúng ta để kiểm tra thử có được cái bộ nguồn, có được cái tù này có chập này. Chúng ta phải kiểm tra tù nhé. Bật về thang nhân 1 đi nhé. Chúng ta kiểm tra có tù chập nhé. Nếu tụ chập thì đang còn hỏng IC nguồn nhé. Nếu tụ không chập thì nguồn chưa hỏng nhé. Nguồn đang chập các bạn này. Bên cái tụ này. Đấy, nguồn không thấy chập nữa. Cái thang nhân 1 bị hỏng rồi. Rồi. Bây giờ hiện tượng như vậy thì chúng ta có thể tiến hành thay thay hai con này cái đó nhé. Chúng ta tiến hành thay con tụ này, tụ bốn này. Đây. Thường con IC công suất chập là bởi vì nguồn của nó chạy thẳng mà là chắc chắn cái bộ nguồn này sẽ bị hỏng, một là chết cầu chì, hai là hỏng những con khác nhé. Nhưng con này là bị nổ các bạn, con này là thấy nổ chưa các bạn, con này là chụp chung nhé. Nó như hai con diode đấy, cái mà các bạn thấy lên không, lên là hai chiều không đấy. Thỏng con này chúng ta lấy ở mảng tivi nhé. Tôi mảng tivi rất nhiều, tôi sửa thường hay sửa các cái loại tivi đời này, đời nào cũng có cả. Đây, nó ở bên dưới có hai con diode nó đối diện nhau đấy, các bạn thấy không? Chúng ta rút con ra. Cái này nó ở đầu nguồn ra luôn các bạn nhé. Đầu nguồn xuống thường của nó là nguồn nó bắt thẳng vào hai nguồn nhé. Thường cái này có bắt thẳng hai nguồn không nào. Không, cái này nó ở bên nhé, nó đi thẳng vào qua cầu chì này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cấy vào đây nhé. Rồi bấm chân nó thẳng lên, chúng ta cấy vào. Rồi chúng ta đo thử xem thử con này như thế nào nhé. Này, tuyến này đang chạy ra ngoài đó, tuyến rồi. Đấy, chiều của nó là hai chiều không lên các bạn ạ. Để chúng ta quay vào. Để chúng ta cấy cho vừa chân các bạn nhé. Bây giờ chúng ta kiểm tra con diode này các bạn nhé. Diode này. Diode 4 chân, 4 cầu diode này, 4 chân này. Đây. Nó thường hai đường giữa là không lên này. Thấy không nhỉ?
hai đường giữa là không lên này, hai đường chân điện áp 220 vào không lên này, hai chiều quay kim đồng hồ vẫn không lên các bạn nhé. Bật thang nhân 10 nhé, thang nhân 1 đang bị hỏng nhé. Đấy nhé, còn thang bên này một bên lên một bên không này là nó còn sống này. Đấy, rồi chiều này lên này, chiều này không lên này. Như vậy diode đang còn sống này, diode cầu nào nán diode đang còn sống này. Bây giờ chúng ta thể nối lại cầu chì và xem lại cái nguồn 300V nhé, nguồn 300V của nó ở đây nhé. Nó thường chạy thẳng lại IC luôn nhé. Đây nhé, nguồn của nó này. Đây, đây, chạy đây, chạy đây, chạy thẳng, không biết bên âm là bên dương luôn nhé. Nguồn chạy thẳng nhé, nguồn chạy như thế này là hỏng IC là hỏng nguồn nhé. Đây, nó chạy từ con diode này, một chân diode này, nó chạy thẳng vào đây này, sang chân tụ lọc này, chân tụ lọc này, chạy thẳng vào IC này, 300V này. Đấy, thường là hỏng của nó là hỏng như vậy. Thì tôi sẽ tiến hành đấu cầu chì xem sao nhé. Rồi nhá, bây giờ chúng ta lấy một cái thời dây chúng ta đấu cầu chì nhé. Rồi là sau chúng ta cấy tiếp nhé. Bây giờ cầu chì thì chúng ta tiến hành cấy cái đó. Dư dưới ảnh được nó. Đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đường 300V nhá. Chúng ta bật vào thang 1000 này, không có cháy đồng hồ này. 1000 nhá. Chúng ta cảm điện này. Chúng ta đo điện đây tụ này, 300V này. Đấy, 300V các bạn nhá. 30 đấy nhá. 30 nhá. Còn đến chân IC này. Chân IC là chân này chạy ở đây. 300V này. Đấy, như vậy là nguồn đã ấy nhá. Nguồn đã đủ 300V nhá. Đấy, tôi cấy lại con này và đấu lại cầu chì nhá, là nó 300V ở đây nhá, có nhá. Thì bây giờ chúng ta để kiểm tra. Rồi. Kiểm tra con cái mảng này này có cấy được IC không thì chúng ta có mấy đường như thế này. Cụ thể nó bị để chúng ta kiểm tra nhé. Kiểm tra nó có ba chân này, ba chân UVW là ba đường này, ba đường ở đây. Chúng ta sẽ vặn ra xem có thể nhé. Đây U này, V này. Đây tôi quay lại. UVW đây nhé. Đây UVW thì như thế này. UVW thì ba con đường này có ba tụ này, ba tụ ghim này, một tụ ghim này, và một hai tụ ghim, ba tụ ghim này, và ba tụ ghim này. Đấy, chúng ta đo không chập nhé thì cấy được IC vào nhé. Còn những đường bên này có hỏng là thì nó cũng không ấy nhé. Con này thì tôi cấy lại con này là con cầu chì nhá, cũng là cầu chì nhưng mà nó cầu chì nhiệt nhá. Đây trong này tôi cấy lại con khác này. Đấy, ở đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo nhá. Đây chúng ta giảm chúng ta đo ba tụ này nhá.